Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mục điểm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng chỉnh đốn Đảng tiếp tục trở thành nội dung quan trọng được thảo luận tại hội nghị Trung 4 khóa 13 đang diễn ra tại Hà Nội. Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Không phải ngẫu nhiên mà Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, Trung ương đã bàn và ban hành nhiều nghị quyết quyết định quan trọng và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một cách giáo diết, quyết liệt có hiệu quả. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Thu Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong xử lý cán bộ suy thoái, tham nhũng tiêu cực, quan trọng nhất là phát hiện từ sớm từ đầu, không để những đốm lửa nhỏ tạo nên những đám cháy lớn. Quan điểm ngăn chặn từ sớm từ đầu là hết sức đúng đắn và cần thiết, trong lúc này nó còn là vấn đề cấp bách bởi ngăn chặn từ sớm từ đầu trước hết nó thể hiện được sự chủ động, tích cực quyết liệt của các tổ chức đảng và các cơ quan công quyền, khẳng định được năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý của tổ chức đảng và chính quyền các cấp, ngăn chặn được từ sớm, từ đầu chắc chắn sẽ tăng được tính hiệu quả, giảm thiểu các tác động xấu bởi phát điện sớm, ngăn chặn kịp thời sẽ không cho nó lây lan, không để những đốm lửa nhỏ bùng phát thành những biển lửa lớn. Việc dập đám lửa nhỏ chắc chắn sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn, ít tốn kém hơn, khả năng chiến thắng sẽ cao hơn. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải ngăn chặn từ gốc, phải phát hiện sớm, phải xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn. Tại hội nghị Trung ương 4 khóa 13 lần này, Đảng ta sẽ dành nhiều thời gian bàn sâu, bàn kỹ về vấn đề đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, sự đồng thuận của xã hội, chúng ta có một niềm tin tưởng sâu sắc rằng công cuộc đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống từ diễn biến từ chuyển hóa nhất định sẽ có sự chuyển biến rõ nét. Đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư đã tác động nghiêm trọng đến toàn bộ đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, từ cuối quý 3 2021, nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trên toàn quốc đã có những tín hiệu tích cực các tổ chức dự báo trong và ngoài nước đều lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong chung và dài hạn. Với sự chuyển hướng kịp thời của chính phủ về chiến lược phòng chống dịch từ mục tiêu không có COVID sang thích ứng an toàn với COVID-19, dịch bệnh giờ được kiểm soát tại các tỉnh phía Nam từ cuối tháng 9. Bước ngoặt này giúp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển trở lại theo lộ trình mở cửa nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới để phục hồi kinh tế, bắt kịp với xu thế chung của thế giới. Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, 3 tháng cuối năm là thời gian vàng của triển vọng phục hồi khi chúng ta kiểm soát dịch khá tốt tạo điều kiện thuận lợi để mở cửa nền kinh tế. Công cuộc phục hồi kinh tế cần xuất phát từ quan điểm mỗi xã phường là một tế bào cho một cơ thể sống là cả nền tảng quốc dân. Nếu ngăn sông cấm chợ, chia cắt theo địa giới nên kinh tế và doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, do đó cả nước phải chung tay từ bước mở cửa và trong quá trình này doanh nghiệp phải được coi là một chủ thể tham gia vào công tác ứng phó đại dịch, từ đó tin tưởng giao quyền và trang bị nâng cao năng lực y tế tại chỗ cho doanh nghiệp thay vì chỉ coi doanh nghiệp là đối tượng chịu sự quản lý như trước đây. Dịch Covid-19 khiến kinh tế toàn cầu suy thoái. Tại Việt Nam, dịch bệnh mặc dù đã từng bước được khống chế, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, quá trình tái cấu trúc, chuyển đổi số được thúc đẩy. Tuy nhiên, theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 ước giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP theo quý đến nay. Mức giảm này cho thấy tác động nặng nề của làn sóng dịch COVID-19 lớn hơn mọi dự đoán của giới nghiên cứu kinh tế trước đó. Theo các chuyên gia kinh tế, khi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì khả năng phát triển kinh tế quý tư 2021 sẽ phụ thuộc vào vật đề án thích ứng an toàn với dịch COVID-19 của chính phủ. Có thể thấy, thời gian vừa qua chúng ta đã ưu tiên số 1 cho phòng chống dịch, đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết cho nên phải hy sinh một phần kinh tế. Nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do dịch, song giới chuyên gia cho rằng khó khăn chỉ là tạm thời và tin rằng khi nền kinh tế mở cửa trở lại với quan điểm chống dịch đúng đắn của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19, tình hình sẽ sớm cải thiện. Trong những tháng cuối năm cùng với nỗ lực cao nhất về phòng chống dịch, chính phủ quyết tâm đẩy mạnh mọi biện pháp để thao gỡ cơ chế, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới, quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để tăng trưởng kinh tế tốt hơn và tạo tiền đề cho những tháng đầu năm 2022 đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Sử dụng trí tuệ nhân tạo là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh vì giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí vận hành, chăm sóc khách hàng tốt hơn. Tuy nhiên trên thực tế số lượng doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo vẫn còn ít, chưa toàn diện. Để thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất kinh doanh cần triển khai đồng bộ các giải pháp như hoàn thiện khung pháp lý, có chính sách hỗ trợ phù hợp. Dưới cốc độ cơ quan quản lý nhà nước, Phó cục trưởng Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Phú Tiến cho rằng vấn đề cần quan tâm hàng đầu là chính quyền đồng hành với các doanh nghiệp ứng dụng ai như tạo môi trường pháp lý ưu đãi thuế đất đai phát triển khu công nghiệp tập trung còn theo pháp vụ trưởng vụ công nghệ cao bộ khoa học và công nghệ lý hoàng tùng các bộ ngành chức năng địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền và khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ ứng dụng ai vào những phần việc bắt buộc như số hóa dữ liệu thuế bảo hiểm hải quan tăng cường đào tạo nâng cao trình độ để người lao động ứng dụng hiệu quả ai trong mọi quy trình sản xuất kinh doanh Ngoài ra cần bổ sung chính sách hỗ trợ và hoàn thiện khung pháp lý để thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng AI mạnh mẽ hơn nữa. Trong 9 tháng của năm 2021, bình quân mỗi tháng ở nước ta có 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đây là số liệu mới nhất vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Con số cho thấy doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoạt động giải thể đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp thành lập mới quay lại hoạt động theo chiều hướng giảm. Điều này thể hiện những khó khăn thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối mặt trước tác động hằn sâu của dịch bệnh COVID-19 cùng với nỗ lực ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh nhiệm vụ phục hồi nền kinh tế đất nước đang đặt ra không ít vấn đề cấp bách cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội theo đó để phát huy hiệu quả hơn nữa các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần chú trọng đến tính đặc thù của từng lĩnh vực một trong những vấn đề doanh nghiệp cần chú trọng nếu muốn phát triển bền vững là chăm lo xây dựng nguồn nhân lực để khắc phục vấn đề này ngay từ quy hoạch khu công nghiệp khu chế xuất cần dành sẵn quỹ đất đồng thời nhà nước có cơ chế thông thoáng ưu đãi khuyến khích và doanh nghiệp dành nguồn lực thích đáng cho chương trình nhà ở công nhân khơi thông được điểm nghẽn này sẽ góp phần thiết thực để thực hiện sản xuất ba tại chỗ một cung đường hai điểm đến giúp nhà máy không bị đình trệ hoạt động kể cả khi ở trong tâm dịch trong hoàn cảnh khó khăn sự chia sẻ của nhà nước cộng đồng xã hội với doanh nghiệp đáng quý hơn bao giờ hết càng giá trị hơn khi các chính sách hỗ trợ được ban hành và triển khai kịp thời nhanh chóng đúng đối tượng về phía mình doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa với các giải pháp tự thân tối ưu hóa bộ máy nâng cao hiệu quả hoạt động sẵn sàng đón nhận cơ hội khi thời cơ đến sau khi ban hành dự thảo quy hoạch điện 8 để xin ý kiến các bộ ngành cơ quan chuyên môn, Bộ Công Thương hiện đang thẩm định, hoàn thiện toàn bộ nội dung đề án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Theo bộ này, hiện còn nhiều điểm vướng mắc về phụ tải, truyền tải hay vấn đề về nguồn điện gây khó khăn cho ban soạn thảo. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, quan điểm cân đối vùng miền, hạn chế truyền tải liên miền và kiên quyết không xây dựng thêm bất kỳ đường dây truyền tải liên kết miền nào đã được Bộ tuân thủ nghiêm túc. Chính vì vậy, một số nguồn điện có vai trò chạy nền đã được bổ sung cho khu vực miền Bắc nhằm tăng cường khả năng cân bằng nội miền, trong khi một số loại hình nguồn điện tại khu vực miền Trung và miền Nam đã được xem xét hạn chế tối đa việc truyền tải qua các lát cắt 500 kV từ miền Trung vào miền Nam và từ miền Trung ra miền Bắc. Ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho biết, Bộ Công Thương đã có lý khi quyết định hạn chế truyền tải liên miền và quan điểm không xây dựng thêm bất kỳ đường dây truyền tải liên kết miền nào. Trong lần giả soát vừa qua, bởi thực tế để xây dựng được một đường dây truyền tải, ngoài việc phải tốn lượng vốn rất lớn thì những khó khăn khác như giải phóng mặt bằng, chiếm diện tích đất, thời gian xây dựng kéo dài. Ông Ngãi cho rằng để đảm bảo truyền tải nội miền sẽ chưa thể bỏ ngay điện than. Bởi đây là nguồn điện quan trọng cho đảm bảo cung ứng điện, đa ứng nhu cầu điện giá rẻ tối ưu trong vận hành. Đa số các dự án nhà ở thường có quỹ đất hỗn hợp. Trong khi đó, tại khoản 1 điều 75 luật đầu tư hành quy định sử dụng diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp để xây dựng nhà ở thương mại. Về vấn đề này đã khiến hàng loạt doanh nghiệp không thể thực hiện được dự án, bị chôn vốn nhiều năm. Nếu tới đây điều luật này được sửa đổi có thể coi là giải thoát cho nhiều dự án đang bị vướng. Trên thực tế tại điều 75 Luật Đầu tư 2020 đã có điều chỉnh điều 23 Luật Nhà ở 2014 mở rộng công nhận chủ đầu tư nhà ở thương mại. Cụ thể công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đối với hai trường hợp: nhà đầu tư nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại. Tuy nhiên vẫn bỏ sót không công nhận chủ đầu tư đối với các trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. Đây là những dự án lớn chiếm 10% nguồn cung thị trường. Trong khi đó luật đất đai 2013 cho phép doanh nghiệp nhận chuyển nhượng loại đất này. Các chuyên gia bất động sản cho rằng hiện đang có hàng trăm dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp do nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai phải chuyển mục đích sử dụng đất đã bị ách tắc không thể hoàn thành được các thủ tục đầu tư xây dựng do một số quy định pháp luật chưa đồng bộ thiếu hợp lý. Các hàng không trong nước đang chật vật để có thể tồn tại trước những tác động tiêu cực mà đại dịch Covid-19 gây ra. Nhưng theo đánh giá, tất cả chỉ là giải pháp tình thế. Các hàng không sẽ không thể tồn tại lâu dài nếu hoạt động bay không được khôi phục, nhất là bay quốc tế. Hộ chiếu vaccine sẽ là lời giải cho vấn đề này không thể phủ nhận rằng hộ chiếu vaccine với những ưu việt được chỉ rõ là một trong những giải pháp mang tính toàn cầu hiệu quả để nối lại giao thương, thúc đẩy phục hồi kinh tế cũng như thiết lập trạng thái bình thường mới cho đời sống xã hội. Tuy nhiên, hộ chiếu vaccine chỉ có hiệu quả trong nước đạt được miễn dịch cộng đồng, nghĩa là 70% dân số được tiêm chủng. Do đó, việc quan trọng nhất là có đủ vaccine để tiêm cho 70% người trưởng thành. Do đó, cần xây dựng các quy trình kiểm dịch khi áp dụng hộ chiếu vaccine và các quy định cần phải được tiến hành hài hòa, thống nhất và đồng bộ. Nhiều chuyên gia nhận định, hiện nước ta đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng, kỳ vọng đến cuối năm 2021 và đầu năm 2022 sẽ bao phủ được vaccine COVID-19 cho 75% dân số. Với tình cảnh hiện nay, các hàng không trong nước sẽ khó lòng trụ vững nếu không có giải pháp giúp đội tàu bay được cất cánh trên bầu trời. Hội trợ vaccine đang được xem là một trong những giải pháp giúp nối lại các chuyến bay quốc tế khơi thông du lịch, thương mại và vực dậy các nền kinh tế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng để các quốc gia có thể nhanh chóng an toàn mở cửa biên giới, từ bước khôi phục các ngành du lịch, hàng không, thương mại, đầu tư. Một điểm báo của Đài Phát thanh truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.